lâu có nhiều khi người cùng giờ bữa nó cân với mày nha. Hôm nay mình nấu con chua, con chua tôm với tôm rang muối ớt. Mọi người con chua mỏng nấu có rau muống, rau bông xì đũa, vài rau muống, đậu bắp bông súng kiểu này là vàng hè, cà chua, mì tôm này, rồi mình thử tỏi, rang tôm. Bắt nước cho nó con chua đi mọi người. Hello cả nhỉ. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube. Các bạn cùng đang sống ở Sài Gòn. Người cùng vào bếp nấu cơm với Mộng nha. Nay Mộng làm món tôm rang muối ớt, rồi con nấu canh chua. Mình nấu cái cần một bữa ra một bữa nha mọi đốm đâu mất rồi? Nãy thấy mình đốm đầu, sáng giờ cũng thấy đốm luôn. Rồi nãy vai, co mộng ghen bỏ, bột ngọt này. Cái người non.
này nồi mình xào để nó bên vô á mọi người. Xong rồi mình bắt nước sôi sẵn rồi mình tôm mình thử tỏi mình xào gia vị bột ngọt muối đường nữa hạt nêm rồi cho nó thơm rồi xong rồi mình bỏ vô nồi canh bỏ vô nước lèo nước nồi canh sôi mình bỏ vô mọi người xong rồi bọn dầm me mi xuống rồi xong rồi bánh mi muốn còn no đi muốn nữa muốn rồi đường á mọi người đường gặp rồi hai muỗng ba muỗng thêm ba muỗng lên chút cái muỗng con thử đi lại con.
Không thường đậu bắp, cái đậu súng, cà mèo, cà chua luôn chứ. Đậu bắp chứ không muốn luôn chứ. Nhiều quá. Cà mèo lắm, có sao mọi người. Đậu rồng nữa mọi người. Đậu bắp và đậu rồng. Cà chua. Bắp chuối rồi cho đi sao, cho mèo rồi cho đi sao, đậu lòng, đậu lòng cho đi trước, đậu lòng bỏ trong tủ lạnh nó héo. Chưa chua nữa. Thank you.
cho thêm một ngọt thôi. Cho thêm một muỗng đường. Muỗng rưỡi. Nước bọt hơn hả? Hello, cả nhà yêu. Giờ mình cho mặt chuối vào nha mọi người. Cho mỡ chuối vào. Muối gì cũng nhiều. Chưa đổ quá nhưng mà hấp dẫn không cả nhà đi. Chua mọng có gồm có rau muống nè, bắp chuối nè, đậu rồng nè, bông súng nè, đồ nèo nè, đậu bắp nè, cà chua nè, tôm nè. Đây là canh chua tôm nha mọi người. Dẫn không mọi người, cà chua, đậu bắp, kiều nèo, bông súng, bắp chuối, bông sữa đổ. Cái này cho dù sao cũng còn dư nữa. Để ra nấu canh chua chay vô. Canh chua chay chứ. Cho thêm một miếng rau muống đi. Rau, ăn rau đã luôn. Rồi. Cái bông này mọi người. Dẹp ra. Ngồi cho nó hiếu. Ồ, lấy ra để ngồi. Cái chân cho nó đẹp. Cái bông súng. Anh chua bông súng nha mọi người. Mà tỏi phi vô nha mọi người. Hấp dẫn không mọi người? Canh chua tôm, rau muống, bông sữa đổ, kèo nèo, rồi bông súng. Bông súng nãy mình mở vô trước nè. Rồi bông sữa đổ. Ớt chưa nha mọi người. Ngon mọi người. Ngon hết sảy con bà Bảy. Con Bảy. Con Bảy Nhẫn.
quá luôn nhờ ơi. Chua nấu tôm nó ngọt ngon quá. Mấy con tôm nhiều lắm mọi người, nó nằm ở dưới. Nằm ở dưới được. Đó. Đó. Trong món cơm chua này mọi người. Nó tỏ phi lên. Cơm chua con súng nha mọi người. Còn một lát héo cái vòng súng người ta luôn. Hồi xưa á, vòng súng này với quê mộng là ra cái hào, cái ao trước là có vòng súng rồi. Rồi, canh mình đã chín rồi nha mọi người. Ngon hấp dẫn lắm nha mọi người. Đó. Canh chua đủ thứ hết luôn nha mọi người. Giờ xong rồi tới mộng. Mộng làm món món tôm ra muối ớt nha mọi người. Cái này là muối hột với bột ngọt với ớt nha mọi người. Hai món đan muối nè. Để mình ghen tôm nha. À, mọi không có ăn ớt nhiều. Tại vì con trai của mọi nó không ăn ớt nhiều được. Cay cũng ăn được cho nên mọi người. 5-3 trái thôi mọi người. Xong rồi. Canh chua là xong rồi nha mọi người. Canh chua này một lát cũng ăn với muối ớt á mọi người, là muối hột á. Muối hột mình ghen muối hột mình ghen lên xong rồi mình đâm. Hấp dẫn không mọi người? Rồi mong làm món này là món. Cái này mỡ luôn em mà. Hết mỡ luôn rồi. Đổ những cái thối vô luôn. Mở lên thử bỏ nhiều thứ rồi. Mở nhiều thứ rồi. Tôm nha mọi người. Tôm cho muối ớt nha mọi người. Tôm cho muối ớt nha mọi người. Món này hôm nay ngon lắm nha mọi người yêu. Xin mời mọi người đến với kênh YouTube em mọi người đang sống ở Sài Gòn. Chào anh YouTube. Anh YouTube dịch tên cho mọi người nghe. YouTube em dịch tên cho mọi người nghe. Nhà tên ra muối ớt. Nè. Chỉ riêng muối ớt thôi. Không có bỏ đường mọi người. Mà không có đường đó anh Thái không chịu ăn nữa mà chán ghê. Anh Thái ăn cái gì không đổ đường hết. Mà không có gram nước mắm mà không có muối ớt mọi người. Đợi gì mộng ra liền không? Đợi xíu nha. Đang nấu cơm. Nó đổ nước, nó tự ra nước nha mọi người. Tôm nấu canh á, như là gam này luôn. Chưa tới 1 ký. Mình chỉ có 8 lạng. Như đây nó bán khoảng 136 ngàn. Mà lại chia ra 2 phần. 1 phần với gam, 1 phần nấu canh. Cô
cơm mà ra muối ớt nha mọi người, ra mặn nha mọi người. Thơm quá. Không có đường nha mọi người. Tại vì muối ớt cái này mình có thêm để một màu. Muối ớt cái mà mọi người đã đường vô thì nó không ngon, nó không phải là muối ớt, không phải là tôm tôm muối ớt nữa. Chứ là tôm đi mặn, tôm đi mặn ngọt. Cái này có tách mỡ nữa. Ngon lắm. Thôi bữa lấy cái tách mỡ ra. Thôi quẹt hết rồi. Nó còn tốt. Cái cây nó quay người mình chỉ nhìn thấy được hết người, nhưng mà mình không thấy rõ được đồ ăn. Muốn quay đẹp là phải quay xuống trực tiếp xuống cái chảo vậy nè mới thấy được. Mà cái cây á mình để thì nó không có được nhìn vô được. Cho miếng tiêu nha mọi người, phải có tiêu cho nó thơm, như muối ớt mà cho tiêu cho nó thơm. Vừa ăn á mọi người, không có cho đường nha mọi người. Tại vì mình ra muối ớt thì mình không có cho đường, khi nào mình ra mặn ngọt á mình mới cho đường. Không còn đổ nước luôn nha mọi người, nó ra nước rồi, nó đánh lại là vừa nè. Thơm lắm á mọi người ơi, ăn chưa cũng hấp dẫn hơn. Trời ơi, lên muối chứ. Nó kiểu, nó ra muối nha mọi người. Trời ơi, trời ơi. Sao mà văng dữ vậy? Mình qua phỏng á, chim chim gà phỏng mặt. Trời ơi, mấy này. Giảm nha mọi người. Mình mặn cho thêm. Ở cây nữa. Cây hơi bị khét á. Nó thơm. Rồi, biết mọi người. Rồi, nó ăn mặn đã xong. Canh chua tôm. Tôm ra muối ớt như cả nhà cũng như. Này phải làm ngọt ngọt mới ngon. Mọi người đến với tôi như tôi đang ngồi trong bãi sài gòn tôm lên nước ớt canh chua tôm mọi người nấu xong rồi. Bây giờ mình đổ ra cho cục dầu của mọi em. Ngon ngon đấy. Tôm thì mới ngon á, găm mặn này con rất là ngọt quá. Không ngọt mà mẹ bỏ đường, cái này mẹ không có bỏ đường, hay là răm muối ớt mà nó không bỏ đường. Mọi người xem hết video rồi, mấy anh ủng hộ cái kênh của mọi người, cái ra cả nhà yêu, hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha mọi người. Chúc mọi người
tôi vui vẻ là mình khóc cũng rất là nhiều. Và tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.